Sau hơn 2 tiếng đồng hồ di chuyển thì anh em Chicago chúng em đã có mặt ở xã Nam Thắng, xóm 14, Tiền Hải, Thái Bình. Và bên kia là biển các bạn ạ. Vị trí ở nhà anh Dịp là giáp biển. Chúng em đang đi theo định vị để vào nhà anh. Và anh Dịp có đi đằng trước mặt các bác đây để đưa anh em Chicago chúng em vào setup cho anh bộ giảm. Xin mời các bác và anh em cùng vào tham quan ngôi nhà của anh Dịp và thưởng thức cái chất nhạc phát ra từ bộ dàn âm thanh do anh em Chicago chúng em setup. Mời các bác nhé. Vâng, xin chào tất cả các bác. Hiện tại đội ngũ JK chúng em đang có mặt ở Thái Bình và đây là xóm 14, xã Nam Thắng, Tiền Hải, Thái Bình. Đội ngũ JK chúng em hôm nay có mặt ở Thái Bình là để bàn giao cho anh Dịp một bộ sản phẩm loa karaoke. Và đây đội ngũ JK chúng em đã di chuyển tất cả những thiết bị vào trong không gian ngôi nhà của anh Dịp. Và đội ngũ JK chúng em bên kỹ thuật viên đã đang và set up một bộ máy trưng bày trên căn phòng khách của nhà anh Dịp. Mời tất cả quý vị anh chị cùng các bác vào tham quan không gian ngôi nhà bên trong lắng nghe chất nhạc của dàn loa cho bên kia JK chúng em vừa set up bác cùng lắng nghe một bài hát karaoke trên dàn loa cho bên JK chúng em. Đây là kỹ thuật viên, mặc dù là buổi trưa rất là mệt rồi nhưng kỹ thuật viên vẫn sung hát gửi tặng đến tất cả quý vị anh chị bài karaoke và anh Dịp chủ nhà. Tuổi đời gần đây thôi mất một đại hồ vui đẹp đến không bao nhạc trò hồn lắm tâm tư đi vào đường tình không chung lối mang lối tiếng cho nhau ngày nào lấy trong tay lối về một hẹn dù em rất mộng vừa trôi tình thắm vui hồn đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương nhớ vì mãi thương theo trong em xa xa rồi không khi tiệm vào từng nhớ hôn lên tóc mềm cho lệ sầu thêm nhất đôi tí xin em một lần cho ước nguyện tình yêu vui thương yêu không chọn thôi xa từ đi em ơi. Chào các bác, nay anh Dịp ở Thái Bình có đầu tư một bộ loa full CV2 và một đẩy liên bang X2 Pro DSC và một mic DKF 3.1 Pro. Và đây là chất nhạc trên dàn loa do bên JK chúng em vừa set up cho anh Dịp ở trên Hải Thái Bình. Mời các bác cùng lắng nghe chất nhạc trên dàn loa do bên JK vừa set up ở trong không gian căn phòng khách của nhà anh Dịp. Chuyện tình ta đã đi những mùa trong vui vì mưa gió không về chiến trường anh thương đi có đàm hẹn đôi khi mong theo đường vắng quay hồi còn ai cố chi đời đây duyên dáng cánh tay e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài anh ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dâng hoa dâng lên ân tình tình tiên bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ đường xưa em đi thời gian có quên gì đã còn yêu
vẫn đi. Khi một đêm trao nhau hai anh qua đêm thường mắt đen, chỉ còn em với anh.